Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công viên ở khu chung cư Hàn Quốc. Cái công viên này là có tên là Uôn Cốc Gyeoksa Kongwon. Ở xung quanh này là những khu Abathử, nhà chung cư của Hàn Quốc. Cái chỗ này là dành cho trẻ em vui chơi, xích đu rồi trò chơi khám phá. Chỗ này họ dựng cái lán để cho mọi người ngồi chơi nghỉ ngơi này. Đây là khu tập thể dục thể thao xà kép. Đây là cái sân đánh cầu lông. Xung quanh công viên thì họ cũng lắp các máy tập thể dục này. Đây là các cái máy ngồi để tập chân nhé, các bạn tập chân cho khỏe nhé. Còn đây là cái máy kiểu như là kéo tay thì phải. Đây các bạn nhìn lô chốt ki này, máy kéo tay đẩy chân này. Cái máy này là để xoay vặn bả vai, xoay bả vai. Cái máy này để các bạn làm, các bạn trả lưng vào đây nhé, trả lưng vào đây, massage lưng nhé. Cái chỗ này để cho đu xà, trẻ em đu xà chạy. Còn đây là cái gì đây? Cái này là đứng lên đây rồi xoay vòng eo. Cái máy này để các bạn đạp nhé, đạp chân này. Hai bên, cả bên kia họ cũng lắp nữa. Xung quanh hai bên. Khu vực phía đằng kia là có nhà vệ sinh này. Cũng lắp các máy tập thể dục này. Ở đây họ làm cái bia con rùa cõng cái bia to không?
xung quanh hình như họ dòng một hàng trúc này. Bây giờ đang là mùa xuân, cây cối đang chổi lá. Chỗ này là biển báo là công viên là công viên cấm hút thuốc. Các bạn vào đây không được hút thuốc đâu nhé, bởi vì có người già trẻ em chơi không? Nên người ta cấm hút thuốc. Đây là cái hàng trúc. Trong công viên nó gọi là hàng trúc. Giờ một hàng trúc này. Mùa hè thì rất là mát. Ở giữa này họ cũng dòng một là một cái bia tưởng niệm này. Con rùa cõng bia. Đây là những cái cối nhá, cối ngày xưa đấy, các loại cối xay thì ngày xưa. Cái công viên này kiểu như là lưu lại những cái về lịch sử ngày xưa. Đây cối đây. Đây là cái gì đây? Nhà hồi xưa đây các bạn, nhà bếp này. Kia là cái, đây là cái nhà bếp này. Đấy. Bếp hồi xưa ấy, rổ giá. Cái cân hồi xưa này. Đấy, như dụng cụ hồi xưa. Cũng có cối da gạo y như của miền Việt Nam này. Đấy. Dưới kia là cái cối này. Cái cối đổ gạo à, đổ thóc vào hả? Xong rồi cái chày cắm xuống. Nên là mình đứng ở đây không? Đấy. Nên là dập xuống. Đây là cái dây để người da gạo bíu vào không? Đấy.
viên này đều có camera gắn hết nha. Hình như đằng kia có cây hoa hay sao, hoa giấy minh hoa, hoa anh đào kép. Ô. Chỗ này có hoa anh đào kép này các bạn. Hoa anh đào kép hôm nay bắt đầu lở rồi. Ở dưới là hoa giấy, ở trên là hoa anh đào kép này. Ở đây có một dãy hoa anh đào, mọi người đang đi ngắm hoa. Bây giờ cũng nhiều người lắm này, hoa lên lở đẹp ạ. Hoa lên lở chưa đẹp lắm, vẫn còn nhiều lũ lắm. Còn nhiều lũ chưa lở. Sau này có đường hầm hoa anh đào. Thank you.